Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chương trình sáng nay, thứ sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021 sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Quảng Bình khẩn trương triển khai các phương án phòng chống lụt bão. Tiếp tục quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay ngày 9 tháng 9, kỷ niệm 40 năm thành lập Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến của cơn bão số 5 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hôm qua ngày 9 tháng 9, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 5 tại địa bàn huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 5 tại khu neo đầu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Danh, huyện Bố Trạch và khu neo đầu Cửa Phù, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Hiện nay, trước diễn biến của cơn bão số 5, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng đang tiếp tục kêu gọi, hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào bờ tránh trú bão an toàn. Các lực lượng chức năng cũng đã chủ động sắp xếp, bố trí tàu thuyền neo đậu, tránh trú hợp lý, kiểm soát chặt chẽ ngư dân, nhất là ngư dân các tỉnh bạn khi vào tránh trú, để phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, bố trí đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện các phương án ứng phó với mưa bão ngay khi cần thiết. Tại các nơi điểm kiểm tra, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của thiên tai, bão, lũ, vấn đề quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn về tài sản cho bà con ngư dân. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu huyện Bố Trạch ngay trong ngày 9 tháng 9 khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ các ngư dân và người lao động trên tàu ở khu neo đầu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Danh. Bên cạnh đó, phải quản lý người dân ở khu vực khu neo đầu, hướng dẫn cho bà con không tự ý di chuyển ra khỏi khu vực, ai ở tàu nào thì ở yên tàu đó. Đối với các chủ tàu cá ở địa bàn đang thực hiện phong tỏa, chính quyền địa phương sớm tổ chức xét nghiệm cho bà con. Khi đảm bảo các điều kiện an toàn thì mới được phép vào khu vực neo đậu. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động của ngư dân, đảm bảo quy định phòng chống dịch. Thống kê số tàu thuyền của ngư dân đang neo đậu tránh trú bão nhằm đảm bảo an toàn tài sản của bà con trong bối cảnh dịch COVID-19 và bão số 5 đang diễn biến phức tạp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh, cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, tài sản của nhân dân rất lớn, cần phải được bảo vệ an toàn. Vì vậy, Bộ đội Biên phòng, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính quyền địa phương cần chủ động sắp xếp, bố trí tàu thuyền neo đậu, tránh trú hợp lý, tránh va đập, gây hư hại đến tàu cá của ngư dân. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thời tiết, triển khai lực lượng, hỗ trợ cho bà con, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng cho rằng, ngoài đảm bảo an toàn về tàu cá, các địa phương, ban ngành liên quan cũng cần chủ động xây dựng phương án di dời người dân ở các vùng sung yếu, vùng có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng chống dịch. Đồng thời, chú ý đến việc đảm bảo an toàn tại các khu cách ly, khu vực sơ tán người dân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng đã đi kiểm tra tình hình tại hồ chứa Phổ Vinh, thành phố Đồng Hới. Sau khi nghe đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đơn vị vận hành hồ chứa báo cáo về quy trình vận hành cũng như công tác đảm bảo an toàn hồ đập, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục theo dõi, cập nhật thường xuyên tình trạng các hồ chứa trong tỉnh và thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống hồ đập trong mùa mưa bão. Thời gian qua, để sẵn sàng chủ động ứng phó với mưa bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, khẩn trương sửa chữa các công trình hồ đập nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân ở các vùng sung yếu. Hồ Phú Vinh rất có nguy cơ ảnh hưởng đến cái vùng hạ du, thì với cái nguồn đầu tư từ cái nguồn của VKB8 thì giai đoạn từ 16 đến 20 thì hiện nay thì cái hồ đã đầu tư một cách đồng bộ và đảm bảo cái an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du. Đặc biệt đối với cái quy trình vận hành thì trước mùa mưa lũ, sau khi tưới cho thực hiện cái chức năng tưới cho vụ hè thu thì chúng tôi thực hiện cái quy trình là xả kiệt nước, và hiện nay thì các cái cống đã được kéo lên và đảm bảo vận hành một cách an toàn tuyệt đối cho cái vùng hạ du ở Đồng Hới, tạo cái tâm lý yên tâm cho cái vùng của Đồng Hới mà hay bị ngập lụt hàng năm, mà những cái dư luận trước đây nó hay lo lắng về cái độ an toàn của hồ Phú Vinh. Đối với các cái hồ đập, hệ thống hồ đập trên địa bàn toàn tỉnh thì hiện nay cái mực nước ở mức là khoảng sấp xỉ 30%, thì do đó là cái với cái lượng mưa trong cái đợt này thì chúng tôi dự báo là sẽ cũng đang an toàn,
để tiếp tục mà đối phó với các cái cơn bão, đặc biệt các cái trận mưa lớn trong năm, thì chúng tôi sẽ tiếp tục để theo dõi giám sát và có một quy trình vận hành một cách hợp lý để đảm bảo an toàn cho hồ đập cũng như cái vùng hạ du. Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trường Cao đẳng Luật Miền Trung. Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu ngành y tế bên cạnh đảm bảo an toàn cho đội ngũ y bác sĩ đang làm việc tại đây cũng cần chú ý ra soát lại công tác phòng chống thiên tai, mưa bão, phục vụ tốt công tác hậu cần để chăm sóc tốt cho các bệnh nhân khi có mưa bão đến. Hôm qua, ngày 9 tháng 9, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ đập, chủ động ứng phó với bão số 5 trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác thu hoạch lúa hè thu tại địa bàn xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh. Vụ hè thu này, toàn xã gieo cấy hơn 320 ha lúa. Đến thời điểm hiện tại đã thu hoạch được 100 ha. Qua nắm tình hình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Hàm Ninh nói riêng, huyện Quảng Ninh nói chung cần khẩn trương có phương án thu hoạch lúa để tránh tổn thất do bão lụt, nhưng đồng thời phải tuyệt đối đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý cấp ủy chính quyền huyện Quảng Ninh kịp thời ra soát lại các phương án phòng chống thiên tai gắn với phương án phòng chống dịch, không được chủ quan lơ là để xảy ra sơ suất trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đi kiểm tra công tác vận hành bảo đảm an toàn hồ đập tại hồ chứa nước Rào Đá, xã Trường Xuân và hồ Điều Gà, xã Vĩnh Ninh. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn phức tạp, đồng thời bão số 5 ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Quảng Ninh và các đơn vị quản lý vận hành hồ đập cần chủ động phương án, kịch bản ứng phó hiệu quả. Cụ thể, phải triển khai tốt cả phương án phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ, với yêu cầu cao hơn là vừa bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, vừa an toàn phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh ra soát đánh giá đúng các vùng nguy cơ cao về dịch bệnh, nguy cơ về sạt lở, ngập lụt để có phương án di dời dân khi cần thiết, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trước các tình huống thiên tai bão lụt. Mặt khác, cần quan tâm chỉ đạo đôn đốc hoàn thành các công trình vượt lũ trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của các khu tái định cư để người dân yên tâm khi mùa mưa bão đến. Tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đi kiểm tra công tác ứng phó với tình hình mưa bão trên địa bàn. Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Ron thuộc địa phận xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch có sức chứa 285 tàu cá. Tại thời điểm kiểm tra, đã có trên 40 tàu cá về neo đậu tại đây để tránh trú bão. Lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đã liên lạc được với toàn bộ trên 1.500 tàu thuyền và kêu gọi các tàu thuyền này vào bờ tránh trú bão an toàn. Kiểm tra tình hình tại đây, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự chủ động của các đơn vị địa phương trong công tác ứng phó với mưa bão. Đồng chí lưu ý, huyện Quảng Trạch, lực lượng bộ đội biên phòng và các đơn vị cần chủ động sắp xếp bố trí tàu thuyền neo đậu tránh trú hợp lý. Kiểm soát chặt chẽ ngư dân, nhất là ngư dân các tỉnh bạn khi vào tránh trú để phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế và cho test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 đối với toàn bộ ngư dân về tránh trú mưa bão tại cả khu neo đậu. Huyện cũng cần chủ động bố trí đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện cả phương án ứng phó với tình hình mưa bão ngay khi cần thiết. Kiểm tra tại công trình hệ thống thủy lợi Rào Nan, thị xã Ba Đồn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ban quản lý dự án, đơn vị thi công phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tham gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án đã được xây dựng, đảm bảo an toàn cho các hạng mục đã và đang thi công, chủ động các phương án đặc biệt đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân vùng hạ du, thường xuyên thông tin liên lạc với chính quyền địa phương, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm ban chỉ huy phòng thủ dân sự thị xã Ba Đồn để phối hợp thực hiện công tác ứng phó thiên tai hiệu quả, an toàn. Quản triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ trong ứng phó với tình hình mưa bão. Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ tình nguyện viên đang tham gia trực tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm của các lực lượng chức năng trong công tác kiểm soát dịch bệnh đối với người, phương tiện qua lại, đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ ở đây cố gắng vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa ứng phó với các đợt mưa bão sắp tới.
Công an tỉnh Quảng Bình cũng vừa tổ chức họp bàn triển khai các phương án ứng phó với bão số 5. Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu việc phòng chống lụt bão cần triển khai một cách nhanh chóng, khẩn trương với phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng. Lực lượng Công an tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Chuẩn bị tốt các phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống lụt bão và dịch COVID-19. Đối với lực lượng công an đang tham gia chống dịch trên địa bàn, cần phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc giúp đỡ nhân dân vừa chống dịch vừa phòng chống lụt bão. Bên cạnh đó, công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo công an tỉnh đã đi kiểm tra các địa bàn xung yếu và chỉ đạo trực tiếp lực lượng công an khẩn trương triển khai các phương án phòng chống thiên tai, phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến của cơn bão số 5, hiện nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm diễn biến của bão để tìm nơi tránh trú bão an toàn, đồng thời làm tốt công tác sắp xếp tàu thuyền vào neo đầu tránh trú, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trình Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình về công tác sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết là trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, thì lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn như thế nào? Trước cái diễn biến tình hình của cơn bão số 5, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo cho các cái đồn biên phòng tuyến biển nắm chắc cái tình hình diễn biến của cơn bão, kịp thời thông báo cho ngư dân hoạt động trên biển nắm cái đường đi của cơn bão và kiểm đếm tàu thuyền ở trên hoạt động trên biển, thông báo cho các tàu thuyền vào nơi trú tránh, neo đậu an toàn, tổ chức ra soát kiểm tra các cái phương tiện neo đậu trên cửa sông, cửa lạch, ra soát các cái âu thuyền để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cấp huyện, thị xã, thành phố, đồng thời thống nhất với địa phương các xã rồi ban quản lý các cái âu thuyền để có cái phương án và tổ chức sắp xếp cho các cái tàu thuyền vào nơi an toàn, đảm bảo cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa đồng chí, khi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn thì Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng như nào trong công tác hướng dẫn và đảm bảo các công tác về phòng chống dịch COVID-19 ạ? Để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch đối với các tàu thuyền khi mà hoạt động và neo đậu cảng cá, thì đối với các tàu thuyền khi vừa vào cửa sông cửa lạch thì tổ chức kiểm tra cho các tàu thuyền là khai báo y tế và kiểm tra y tế. Và đối với các tàu thuyền mà hoạt động ở ngoài tỉnh, ngoài cái khai báo y tế, thông báo cho chính quyền địa phương các cấp để có các phương án biện pháp phòng chống dịch bệnh, tổ chức test nhanh, xét nghiệm PCR, rồi tổ chức cách ly. Còn đối với các tàu đã neo đậu ở trên cái cửa sông Đại Lạch, ở trong vùng phong tỏa, các đồn biên phòng tuyến biển cũng tham mưu cho địa phương và phối hợp để là có cái phương án cho các thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên xuống tàu để đưa vào nơi trú tránh, trú đậu an toàn, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi vào nơi neo đậu, tránh tình trạng va đập cũng như đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, thì lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai các công tác như thế nào? Đối với các tàu đã vào neo đậu ở nơi trú đậu, đặc biệt là vào các âu thuyền, thì để đảm bảo cho công tác an toàn khi bảo vào cũng như phòng cháy chữa cháy, thì các đồn biên phòng đã phối hợp với các ban quản lý âu thuyền là tổ chức sắp xếp theo phương án đã định trước, rồi tăng cường thêm cái điểm va đập, rồi thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền mọi người là thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời là thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tàu nào người nào ở trên tàu thì ở nguyên ở tàu đấy và không đi lại, đảm bảo cái lương thực thực phẩm trong những cái thời gian phòng chống cơn bão số 5 này. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tham gia cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 9 tháng 9, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo cả xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để nghe báo cáo công tác kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm y tế, an ninh trật tự, an sinh xã hội, nhu cầu thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn và phương án khống chế dịch bệnh trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có cả đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cả đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, lãnh đạo cả sở ngành có liên quan. Dự hội nghị tại điểm cầu các địa phương có lãnh đạo cả huyện Quảng Ninh, Bổ Trạch, Lệ Thủy, Tuyên Hóa, thành phố Đồng Hới, lãnh đạo cả xã, phường, thị trấn liên quan đến các KF0. Phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhận mệnh. Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này tại các địa phương trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Để hoàn thành mục tiêu đến ngày 15 tháng 9, Quảng Bình sẽ cơ bản khống chế dịch bệnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần có sự vào cuộc hết sức quyết liệt của cả cấp cả ngành mà hạt nhân chính là xã, phường, thị trấn. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lấy xã, phường, thị trấn là cả pháo đài, người dân là trung tâm chủ thể để phòng chống dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Và hơn ai hết, chính quyền địa phương cấp xã là những người gần dân, hiểu dân nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu lãnh đạo cả xã, phường, thị trấn là những địa phương thuộc vùng đỏ nghiêm túc nhìn nhận lại thực trạng, những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc để Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, các ban ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, mục tiêu là khống chế tốt dịch bệnh, sớm đưa cả địa phương trở lại trạng thái bình thường mới. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Quảng Bình là 1.070 ca, số ca đang nhiễm là 892 ca, số ca đã điều trị khỏi là 178 ca. Căn cứ quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19, tính đến ngày 9 tháng 9 năm 2021, các vùng có nguy cơ rất cao gồm thành phố Đồng Hới, huyện Bổ Trạch, vùng có nguy cơ cao gồm cả huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa, vùng nguy cơ gồm cả huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch, vùng bình thường mới gồm huyện Minh Hóa, thị xã Ba Đồn. Từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 năm 2021, ngành y tế đã thực hiện trên 369.000 mẫu test nhanh, xét nghiệm RT-PCR trên 132.000 mẫu. Về công tác điều trị, hiện tại đang điều trị 892 bệnh nhân, áp dụng điều trị theo mô hình tháp 3 tầng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo cả xã, phường, thị trấn, cả huyện, thành phố đã báo cáo tình hình thực trạng và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các địa phương đã có các kiến nghị, đề xuất như đẩy nhanh công tác xét nghiệm, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch cũng như công tác ứng phó với bão số 5, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho đời sống của người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đáp ứng tốt các nhu cầu về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhận mệnh, 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, đợt này là mốc thời gian có ý nghĩa quan trọng, quyết định để đến ngày 15 tháng 9 sẽ cơ bản chuyển đổi trạng thái trong phòng chống dịch ở các địa phương. Quyết tâm thu hẹp vùng vàng, mở rộng vùng xanh. Vì vậy, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cả cấp cả ngành, nhất là ngành y tế, tập trung tối đa nhân lực, vật lực để khoanh vùng, xét nghiệm RT-PCR, kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly tập trung F1, tăng cường năng lực điều trị cho bệnh nhân COVID-19, bảo đảm an toàn cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu, tập trung quản lý tốt cả khu cách ly tập trung, trong đó chú trọng công tác rác thải, vệ sinh môi trường, tránh lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương cũng cần chủ động cả phương án ứng phó với thiên tai, bão lũ. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là cả xã, phường, thị trấn đã vào cuộc hết sức quyết liệt, kịp thời động viên người dân thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức kiểm soát việc đi lại của người dân.
nhấn mạnh đến ngày 15 tháng 9, Quảng Bình sẽ cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh và chuyển trạng thái trong phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó tập trung mọi nguồn lực để xét nghiệm nhiều lần, nhiều vòng, nhất là đối với 38 xã phường được xếp vào vùng có nguy cơ rất cao, xem đây là yếu tố quyết định trong phòng chống dịch và đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Y tế. Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng yêu cầu lãnh đạo các xã phường thị trấn cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trong việc triển khai xét nghiệm. Riêng những vùng có nguy cơ cao, tiến hành xét nghiệm ít nhất 2 lần trong 7 ngày tới, đảm bảo không có F0 trong cộng đồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng hiện nay tỉnh Quảng Bình đã xây dựng bệnh viện 3 cấp, được bổ sung đội ngũ y bác sĩ, vật tư y tế, chế độ dinh dưỡng để chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19. Vì vậy, trong thời gian tới, đề nghị Sở Y tế phối hợp với cả cơ quan liên quan để khẩn trương tiếp nhận, vận chuyển, điều trị bệnh nhân COVID-19 nhanh chóng, kịp thời. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng những ngày qua, số ca dương tính với COVID-19 trong cả khu cách ly tập trung tăng nhanh. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cả cơ quan chức năng cần có giải pháp để hạn chế lây nhiễm chéo trong cả khu cách ly. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, các địa phương cần ưu tiên nguồn lực, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão gắn với phòng chống dịch. Trong trường hợp di rời dân đến nơi an toàn, phải đảm bảo khoảng cách cũng như đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân. Hôm qua ngày 9 tháng 9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ theo hình thức trực tuyến với các sở ngành địa phương để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Chủ trì và điều hành hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Qua đánh giá tình hình tháng 8 cho thấy, đầu tháng 8, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục duy trì ổn định. Trong điều kiện bị ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID-19, nhưng tỉnh ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, một số ngành có mức tăng khá so với cùng kỳ. Thu ngân sách 8 tháng đạt trên 4.400 tỷ đồng, đạt 81,5% dự toán, tăng 31% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Việc thực hiện các chính sách về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 được thực hiện kịp thời. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Đến ngày 8 tháng 9, UBND tỉnh đã quyết định tiếp tục thiết lập vùng cách ly xã hội theo chỉ thị 16 ở các địa phương có ghi nhận cả ca F0. Tỉnh cũng đã quyết liệt tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân với tinh thần chống dịch như chống giặc, nâng mức cảnh báo cao nhất trong công tác phòng chống dịch tại địa phương với mục tiêu là phải tập trung ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Tại phiên họp, các sở ngành địa phương đã thảo luận về những khó khăn, thách thức, đề xuất giải pháp để thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là công tác phòng chống dịch, sớm kiểm soát tình hình để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, khôi phục sản xuất ở những vùng đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, lên phương án phòng chống lụt bão trong điều kiện dịch COVID-19. Về một số nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung chỉ đạo trong tháng 9 năm 2021 và trong thời gian tới. Kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, yêu cầu trước mắt là ưu tiên cao nhất cho việc sớm kiểm soát dịch bệnh với phương châm bảo vệ vững chắc vùng xanh, xanh hóa vùng vàng, thu hẹp vùng đỏ. Việc kiểm soát tổ dịch bệnh chính là yếu tố quyết định để phục hồi kinh tế. Việc ưu tiên hàng đầu, tập trung và khẩn trương là phải tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 một cách triệt để. Để đạt được mục tiêu đó, thì Ủy ban tỉnh đề nghị các đồng chí trên tinh thần quán triệt và tiếp thu nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cái văn bản chỉ đạo điều hành của ban tỉnh, của Trung tâm Chỉ huy tỉnh và vừa thời gian vừa qua thì các huyện, thành phố, thị xã, các sở ban ngành đã vào cuộc như vậy là rất quyết liệt. Nhưng có một số vấn đề là cần phải bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Cho nên đề xuất với các đồng chí mấy cái việc như thế này: tiếp tục khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm để khoanh vùng dập dịch. Đặc biệt là phải tách hết, bóc tách hết F0, đánh giá rõ cho từng xã, từng phường, thì đã phải tăng cường năng lực điều trị của các tuyến, các tầng điều trị để giảm thiểu tối đa cái bệnh nhân tăng nặng bệnh. Tăng cường quản lý kiểm soát tốt các khu cách ly ở các tuyến, từ cấp tỉnh, các khu cách ly cấp tỉnh, các khu cách ly cấp huyện và tuyến xã phường thị trấn. Làm tốt cái việc đó mới từng bước là kiểm soát được dịch, mới từng bước là khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh ở những nơi bảo đảm an toàn dịch bệnh. Trong lúc còn khan hiếm vaccine, chưa bao phủ được vaccine thì biện pháp phòng ngừa vẫn là cơ bản.
trong đó giãn cách xã hội vẫn là biện pháp quyết định. Phương châm đặt ra là bảo vệ vững chắc vùng xanh, xanh hóa vùng vàng, thu hẹp vùng đỏ. Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định, các sở ngành địa phương chủ động xây dựng kịch bản, kế hoạch cụ thể của mình trong và sau khi dịch bệnh kết thúc để triển khai thực hiện. Cụ thể, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, tháo gỡ khó khăn để các cơ sở sản xuất công nghiệp tiếp tục sản xuất an toàn, trong đó cần khuyến khích và có hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện sản xuất theo mô hình ba tại chỗ. Mặt khác, bảo đảm cung ứng nhu yếu phẩm và hàng hóa đầy đủ cho người dân, không để ách tắc và xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là trong thời gian thực hiện chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Nhấn mạnh, Quảng Bình đang bước vào mùa mưa bão, vì vậy cùng với phòng chống dịch, phải tập trung chuẩn bị đầy đủ lương thực, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả khi có sự cố về thiên tai xảy ra. Đề nghị các địa phương, các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo các xã, các phường, thị trấn đánh giá ra soát lại công tác chủ động ở là cấp xã, phường, thị trấn, tuyệt đối không chủ quan, đánh giá đúng, đánh giá trúng. Nơi nào có nguy cơ thì báo cáo các vị khẩn trương là có phương án di dời dân, đảm bảo các khu neo đậu tàu thuyền an toàn và chuẩn bị kịch bản sát nhất cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, gắn chặt chẽ với là các phương án và kịch bản công tác phòng chống dịch COVID-19. Yêu cầu đặt ra rất cao để cảm chí là triển khai một cách là chặt chẽ để đảm bảo an toàn nhất cho người dân, tính mạng tài sản cho người dân, đảm bảo an toàn nhất khi có sự cố thiên tai xảy ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo tập trung thảo gỡ vướng mắc trong đầu tư kinh doanh, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021, tăng cường kiểm soát, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, bổ sung nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách khác. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, chuẩn bị tốt các điều kiện phương án tổ chức học tập thích hợp trong năm học 2021-2022. Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, tuyệt đối không để người dân bị thiểu ăn, thiểu mặc, thiểu nhu yếu phẩm. Ngay sau khi phát hiện ca F0 mới trong cộng đồng tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trực tiếp đến kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại huyện Tuyên Hóa. Tại buổi kiểm tra, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 xã Thanh Hóa đã báo cáo nhanh cả hoạt động đã triển khai ngay sau khi ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, cũng như những khó khăn vướng mắc của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với khu vực được phong tỏa. Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao việc triển khai kịp thời, khẩn trương các biện pháp phòng chống dịch của huyện Tuyên Hóa và xã Thanh Hóa, nhất là việc chủ động khoanh vùng, truy vết các đối tượng sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu địa phương tiếp tục quán triệt phương châm mỗi xã, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống dịch, truy vết nhanh cả trường hợp F1, F2, những địa điểm có nguy cơ cao, nhằm chủ động xử lý cả tình huống phát sinh. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch đến mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt nghiêm cả trường hợp vi phạm, tạo sức răn đe trong cộng đồng. Đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian giãn cách xã hội. Bên cạnh việc tập trung phòng chống dịch, cần quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Đối với những khó khăn trong việc thu hoạch cây trồng và chăn nuôi gia súc trong khu vực phong tỏa, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương xã Thanh Hóa xem xét dựa trên tình hình thực tế để có giải pháp hợp lý, đảm bảo ổn định cuộc sống cũng như an toàn cho người dân trong điều kiện giãn cách xã hội. Dịp này, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm động viên và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại cả chốt kiểm soát dịch của xã Thanh Hóa. Để hạn chế dịch lây lan trên diện rộng, hiện nay huyện Tuyên Hóa đã và đang khẩn trương triển khai các phương án phòng chống dịch nhằm kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng. Bệnh nhân HTG, sinh năm 1995, trú tại thôn 4 Thanh Làng, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, là ca bệnh COVID-19 được phát hiện trong cộng đồng. Anh HTG làm nghề lái xe, di chuyển nhiều địa bàn, về địa phương từ ngày 4 tháng 9, có tiếp xúc với nhiều người. Vừa sau khi phát hiện ra trường hợp nghi ngờ, Trung tâm y tế đã khẩn trương điều động cán bộ
về phối hợp với xã để truy vết các cái trường hợp F1 và khoanh vùng các cái vị trí mà F0 nghi ngờ đến để khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp nhanh để phát hiện sớm phát hiện các trường hợp F0 và điều tra truy vết các trường hợp F1 để cách ly, để hạn chế cái mức tối đa cái việc mầm bệnh lây lan ra cộng đồng. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, các lực lượng đã điều tra truy vết được 32 trường hợp F1 trên 200 F2 test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 1.650 người trên địa bàn xã Thanh Hóa, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho cả trường hợp F1. Song song với công tác truy vết xét nghiệm, xã Thanh Hóa đã tiến hành phong tỏa theo chỉ thị 16 đối với địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4 và thôn 5 Thanh Làng. Xã Thanh Hóa cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, ổn định tinh thần và đời sống của nhân dân. Trên tinh thần thì có cái sự hướng dẫn rồi tuyên truyền rồi là tổ chức triển khai của xã rồi của thôn, của xóm thì coi như là người dân vẫn có ổn định lại tinh thần và cũng tin tưởng vào cái sự lãnh đạo và sự tổ chức thực hiện của đảng chính quyền từ cơ sở cho đến huyện cho đến tỉnh. Đối với là sản xuất lúa thì đến thời điểm này là 5 thôn Thanh Làng là có là gần 30 hecta và là thu hoạch được 75%. Còn khoảng là 6,2 hecta thì chúng tôi tiếp tục để là chỉ đạo các thôn bản là phấn cho các hộ là đi từng là từ nhà ra đến đồng để là thu hoạch là xen lẻ thời gian. Còn trực tiếp thì đến thời điểm này là qua nhận xét thì từ ngày hôm qua đến thời điểm này là tất cả các là hộ gia đình 5 thôn Thanh Làng là thực hiện là tốt theo cái chỉ thị 16. Cùng với việc đảm bảo ổn định đời sống trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức, đồng sức đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19 để sớm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, từ khi phát hiện cả ca dương tính đầu tiên trên địa bàn tỉnh, Quảng Bình đã triển khai cả giải pháp quyết liệt để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Bên cạnh cả giải pháp về y tế, tỉnh cũng đã chỉ đạo áp dụng nghiêm cả chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với từng địa bàn. Theo đó, cả quy định cụ thể cũng đã được ban hành để đảm bảo cách ly xã hội đạt hiệu quả. Hôm qua, ngày 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục ban hành quyết định số 2911 quy định việc lưu thông hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống thiên tai của cả cơ sở trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, đối với vùng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các điều kiện chung bao gồm người tham gia phải có giấy đi đường do cấp có thẩm quyền cấp theo giấy tờ tùy thân, thực hiện nghiêm quy định 5K, đeo tấm che mặt trong suốt thời gian hoạt động. Thực hiện di chuyển theo nguyên tắc một cung đường hai điểm đến đối với cả hoạt động vận chuyển, giao dịch và ba tại chỗ đối với hoạt động nhà máy, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất đông người từ 2 người trở lên. Đối với cả cơ sở sản xuất, công trường, cả doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu không được sử dụng lao động ở cả địa bàn, cấp thôn, cấp xã đang có F0, ưu tiên bố trí những người đã tiêm vaccine. Trước khi tham gia, người lao động phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ và phải được xét nghiệm lại với tần suất 3 ngày một lần, đảm bảo 3 tại chỗ hoặc đảm bảo ăn ở tập trung và thực hiện một cung đường 2 điểm đến. Ngoài những điều kiện chung nói trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng quy định những điều kiện cụ thể đối với nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, công trình cấp bách, đầu tư công, cả trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu, cả hoạt động sản xuất nông nghiệp, ngư dân thực hiện công tác phòng chống thiên tai, hoạt động của cảng biển, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, hoạt động của cả cơ sở kinh doanh dịch vụ bổ trợ doanh nghiệp, hoạt động của dịch vụ bổ trợ tư pháp, hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh đô thị, hoạt động của cả cửa hàng doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ kỹ thuật, hoạt động của những người giao nhận hàng hóa, hoạt động cả chợ, hoạt động tang lễ và phục vụ tang lễ, hoạt động phòng chống thiên tai. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho cả sở ban ngành địa phương nhằm tổ chức thực hiện tốt các quy định tại quyết định số 2911. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 40 năm, ngày 9 tháng 9 năm 1981, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, biểu tượng tuyệt đẹp của tình hữu nghị anh em, tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba đã chính thức đi vào hoạt động. Trong hành trình 40 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Quảng Bình và khu vực lân cận. Bệnh viện là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị bệnh tại địa bàn, xứng đáng với vị thế của Bệnh viện Đa khoa Trung ương hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế.
Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ, lương y phải như từ mẫu, cán bộ viên chức Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong làm việc, tận tình chu đáo, hết lòng vì người bệnh, thực sự là những mẹ hiền áo trắng. Vừa rèn y đức, vừa nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc là giải pháp để bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh. Hiện nay bệnh viện có 25 bác sĩ chuyên khoa 2, 87 bác sĩ chuyên khoa 1, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, 98 bác sĩ. Đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện được đào tạo chuyên sâu nhiều lĩnh vực, đủ năng lực đáp ứng cho hoạt động của một bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế. Bên cạnh đó, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới luôn quan tâm thu hút mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng và đổi mới trang thiết bị y tế. 10 năm trở lại đây, với sự quan tâm của Bộ Y tế của tỉnh Quảng Bình, bệnh viện đã tạo bước đột phá mạnh mẽ trong nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị hiện đại, tạo cơ hội để bệnh viện nhanh chóng tiếp cận, làm chủ và ứng dụng cả kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Vậy là nhờ chăm lo xây dựng đội ngũ thầy thuốc có tâm, có tầm, có trách nhiệm với cộng đồng, song hành với triển khai, ứng dụng kỹ thuật cao, công nghệ mới, chất lượng thu dung, cấp cứu, điều trị của bệnh viện có bước phát triển nhảy vọt. Được sự quan tâm của Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng ủy đã chú trọng rất nhiều về cái đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và trình độ khoa học kỹ thuật để phát triển và nắm vững các cái chuyên môn kỹ thuật. Các bác sĩ đã tích cực học tập để có một cái trình độ cao nhất, triển khai được tất cả những cái kỹ thuật chuyên sâu của một cái bệnh viện tuyến hạng 1 của trực thuộc Bộ Y tế. Từ số lượng 450 giường bệnh khi mới thành lập, đến nay bệnh viện đã có nâng quy mô điều trị lên con số trên 1.000 giường mỗi ngày. Quy mô phẫu thuật tăng đạt trên 11.500 ca phẫu thuật năm 2020, tăng gần 2 lần so với năm 2015. Số ngày điều trị bình quân cho mỗi bệnh nhân được rút ngắn, tỷ lệ chuyển viện, chuyển tuyến điều trị giảm mạnh. Tất cả những tiêu chí ấy minh chứng cho sự đổi mới phát triển vững vàng của bệnh viện trên nhiều bình diện. Những đột phá về chất lượng khám, chẩn đoán, điều trị một mặt nâng cao vị thế, uy tín của bệnh viện đối với cộng đồng, mặt khác tạo thuận lợi cho người bệnh ở trong tỉnh và khu vực lân cận không còn phải đi xa mà vẫn nhận được dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, giúp họ nhanh chóng vượt qua bệnh tật, phục hồi sức khỏe. Thì quá trình điều trị ở Bệnh viện Cuba Đồng Hới thì được sự tận tình của bác sĩ là đã giúp đỡ và chữa trị cho tôi, thì sau quá trình nút mật thì sức khỏe của tôi cảm thấy là ăn được, ngủ được và có phần thuyên trở giảm rất là nhiều. Nếu trường hợp mà không có Bệnh viện Cuba Đồng Hới mà chữa trị cho tôi thì tôi phải đi xa, thì nên cái kinh tế gia đình tôi rất, gặp nhiều là rất là khó khăn. 40 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, tỉnh Quảng Bình ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện được tặng thưởng 4 huân chương, gồm huân chương lao động hạng 2, hạng 3, huân chương hữu nghị do Cộng hòa Cuba và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng, 4 bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 20 bằng khen của Bộ Y tế, 3 bằng khen, 8 cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng nhiều phần thưởng danh hiệu khác. Với sự giúp đỡ hỗ trợ về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về kỹ thuật và chuyên gia của Cuba, với sự quan tâm đặc biệt của chính phủ, của các bộ ngành trung ương và trực tiếp là sự quan tâm đầu tư và quản lý của Bộ Y tế, và với sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân, thì Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới đã không ngừng vươn lên, nỗ lực và đạt được những kết quả rất tốt đẹp và có những thành quả rất đáng tự hào. Bước vào thời kỳ mới hiện nay, cán bộ nhân viên của bệnh viện không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, nắm vững các cái kỹ thuật tiên tiến để là góp phần đưa Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới phát triển, ngày càng phát triển để đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một cao. Kể thừa và phát huy những giá trị cột lõi của 40 năm xây dựng và phát triển bệnh viện, đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc của nhân dân.
Cái điều mà quan trọng nhất vẫn là cái tinh thần vượt khó và luôn luôn học hỏi, phát triển những cái kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, dám nghĩ dám làm để có thể là phát triển bệnh viện theo một cái chiều hướng là hiện đại hơn nữa, quy mô hơn nữa và nó đồng bộ hơn để xứng đáng là một cái bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân với quy mô dự kiến đến 2030 là khoảng 1.500 giường bệnh đầy đủ các chuyên khoa. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Mỗi khi vào bệnh viện, sức khỏe tính mạng của người bệnh hoàn toàn nằm trong tay người thầy thuốc. Được trao gửi niềm tin, đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã, đang và sẽ tiếp tục phấn đấu cho sự bệnh chữa bệnh cứu người, xứng đáng với sự kỳ vọng của toàn xã hội.